bảo đảm với ông chủ, tôi làm nghề này uy tín mấy chục năm nay rồi, khách mà muốn cỡ nào tôi mai mối đúng y như ý của khách vậy đó. Tiền nào của nấy mà ông chủ. Nè, cặp nào mà được tôi xe duyên đó hả, bảo đảm tới răng long đầu bạc cũng còn dính sam vậy đó. Rồi, ông chủ là thượng đế của tôi, ông chủ muốn cỡ nào cũng được, có tiền mua tiên cũng được mà. Ý ông chủ muốn sao? Một người vợ là một phụ nữ mắng con tốt nái, hay là cô gái con nhà quyền quý, hay là một vẻ đẹp như Tây Thi, như Dương Quý Phi? Ngộ không cần đẹp. Hả? Không cần đẹp? À, vậy là tôi kiếm cho ông một cô vợ có của hồi môn. Không cần của hồi môn. Không cần của hồi môn. À, vậy tôi kiếm cho ông một cô vợ gần đây nè, để ông dễ đi qua đi lại. Ây à, càng xa càng tốt. Càng xa càng tốt? Ủa sao kỳ vậy? Tiêu chuẩn cưới vợ của ông sao kỳ vậy? Cưới vợ mà không cần đẹp, không cần của hồi môn, không cần đẻ, mà càng xa càng tốt. Vậy chứ ý ông muốn gì? Đặc biệt là lo phải còn trong trắng. Trong trắng? Ý của ông muốn cưới vợ còn trinh tiết? Ngộ chỉ cần như thế. À, được, tôi sẽ làm. Thầy Tư à, hoàn cảnh nhà thầy á, đầu trên xóm dưới ai cũng rõ hết à. Còn cô Tư á, thuốc thang nằm liệt tại chỗ, hai cho con quần quật, ai mà không thương. Cô hai nhà này á thì ngoan hiền hiếu thảo, như một nụ hoa hàm tiếu vậy đó, phải tìm nơi nương tựa chứ. Còn các ông chủ mà tôi giới thiệu đó, tiền muôn bạc vạn, kẻ hầu người hạ đầy nhà. Tôi bảo đảm cô hai này một bước lên bà, còn chần chờ gì nữa. Nhưng mà nó ngặt cái là gia đình người ta giàu sang, con gái tôi á, nó quen cảnh bần hàn, rồi á, người ta đối xử như sao với nó đây. Tôi biết, nhưng mà ông cứ yên tâm đi, ông chủ nhà tôi á là một người rất là tốt, ông thật tâm muốn tìm một người vợ trẻ trung, ngoan hiền, lại con nhà gia giáo mà dễ thương như cô hai nhà này nè. Tôi đi từ đầu trên xóm dưới rồi, chỉ lựa được có một cô hai nhà này thôi à. Nhưng mà nó còn nhỏ lắm, tôi không có gả đâu. Mẹ, nãy giờ mẹ nghe hết mọi chuyện rồi đó. Con bất hiếu, không làm gì để giúp cha mẹ được. Bây giờ có cơ hội này thì may ra. Con, cha mẹ sinh con ra không phải là để bán chát. Ấy ấy, gả con cho nhà giàu đâu có phải là cái tội. Họ nộp xính lễ là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà phải xứng với cái công lao dưỡng dục sinh thành ra cô này đẹp như vậy đó. Nhưng mà nhà chồng xa quá, phải đi tới 2 ngày đường lận. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên. Con à, hôn sự là cả một đời người, cha nghĩ là con nên suy nghĩ cho thật kỹ nha con. Bà Mai, bà có hứa chắc tiền đặt cưới là 100 lạng vàng không? Tôi bảo đảm, đặt tại chỗ luôn. Tôi đồng ý. Thank you.
Ly còn trong trắng đúng không? Dạ đúng vậy. Phận gái khuê môn, em chưa từng đi đâu xa. Từ đây căn phòng này chỉ là gian sang của làng, làng không được dời nó nữa tôi. Làng muốn gì ta sẽ cung phụng làng lập tức, không thiếu sót và cũng không chậm trễ. Chỉ cần làng hãy nhớ lời ta dặn. Dạ, lấy chồng theo chồng, em hiểu. Làng hãy nhớ, sống là người của họ ta, chết là ma của họ ta. Lặp lại, làng nói lại câu này cho ta nghe. Sao phải nhắc lại ạ? Ta muốn nghe câu này hàng ngày. Sống là người họ Tạ, chết là ma họ Tạ. Đúng rồi. Dạ, ông nghỉ ngơi đi ạ. Em lấy khăn ướt lau mặt cho ông. Không cần, ta sẽ ra ngoài. Làng hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Cần gì gõ cửa, người hầu sẽ phục vụ ngay. Thật là kỳ lạ. Chị thấy kỳ lạ sao? Chị thấy á, chị không hiểu là ông cưới chị về làm cái gì nữa. Ờ, em thấy chị sung sướng mà. Chị đâu có ham tiền. Chẳng qua mẹ chị đang bệnh nặng, không có tiền chạy chữa, nên chị nhắm mắt xuôi chân về làm vợ người ta. Bù lại á, người ta nộp tiền xính lễ để giúp gia đình chị vượt qua cảnh ngặt nghèo này. Thì ra là vậy. Nhưng mà chị thấy không có giống. Sao không giống? Không có giống như là cảnh về làm vợ người ta vậy đó. Chị thấy giống như là mua chị về để chưng cho vui nhà vui cửa. Bẩm chư thần linh, con đã sắp hoàn thành sứ mạng của mình. Xin chư thần linh chứng giám cho con. Con đã tìm được một đồng nữ là người con gái còn trinh, là cho nàng ta trai tình suốt 3 tháng qua, cũng cho nàng ta học được khẩu quyết sống là người của họ ta, chết là ma của họ ta. Chuyển hết số tài sản xuống hầm kiên cố này. Số tài sản này mà không có người giữ của thì làm sao con yên tâm được. Xin thần linh chứng giám cho con. Con xin hiến đồng nữ làm thần giữ của. Nói trong tuần trăng này, con sẽ đưa nàng ấy xuống hầm. Nàng ta sẽ vĩnh viễn không rời khỏi cô bác. Ta sẽ là thần giữ của cho con. Cha ơi, mẹ ơi, con về rồi nè. Cha mẹ ơi, con về rồi.
con. Con gái, con nhớ mẹ quá. Sao lâu quá con mới về thăm cha mẹ vậy? Cuộc sống bên nhà chồng á hả, có sung túc không con? Họ có đối xử tốt với con không? Con có gặp chuyện gì không? Sao con ốm dữ vậy nè? Dạ thôi, ông bà chủ với cô chủ hãy vào trong nhà rồi nói chuyện. Ờ thôi vô nhà đi con. Đi. Trời ơi, chuyện này quái lạ nghe. Tại sao cứ vợ trẻ về mà để nó dò dỏ một mình suốt 3 tháng vậy? Mẹ cứ tưởng kỳ này con về là có tin vui rồi chứ. Ông ấy rất tốt với con mẹ. Con muốn phấn sáp, quần áo hay ăn uống thứ gì á, chồng cũng cho hết á. Chỉ có điều bắt con ở trong phòng một mình chán lắm cha, không cho đi đâu hết. Không đụng đến con mình. Này con, không cho con đi đâu. Giàu có như vậy mà hành tung lạ nha. Nè, hằng ngày á, chồng con nó có để nói hớ một cái câu gì không con? Nói hớ hả cha? Nó hớ một cái câu gì lạ lùng á. Dạ, hình như là không có. Mấy ngày nay á hả, trời mưa, ông chủ có đi ra ngoài rồi về, giày dép dơ còn chết, bắt con phải chùi rửa nữa. Chuyện cả tuần nay đúng không em? Dạ đúng. Dạ đúng rồi cha. Cứ hễ trời tối á là ông đi với hai người hầu ra ngoài khuya lơ khuya lắc mới về. Khuya lơ khuya lắc mới về. Nó đi đâu? Dạ chuyện này con không rõ. Con có hỏi nhưng thấy chồng con không vui nên thôi. Nhưng mà con thấy á, có lần là khiêng rương hàng nặng lắm cha. Khiêng hàng mà đi đâu giữa đêm giữa hôm à? Ôi chuyện có gì lạ đâu, đó là chuyện mần ăn mà. Nhiều khi đàn ông ra ngoài gặp nhau ham vui chút đỉnh thôi mà. Mẹ ơi, chồng con á không có ham vui thứ gì đâu mẹ, lúc nào chỉ lo tính toán làm ăn buôn bán thôi à. Rồi còn vác cuốc đi nữa đó cô chủ. Không lẽ cho người đi đào bới với ban đêm? Không lẽ chồng con ham công tiếc việc vậy thì sao? Giàu có quá mà. Khoan. Con, có lần con kể cho cha nghe đó, chồng con nó thờ một cái đạo gì lạ lùng lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Đạo gì á thì con không hiểu, nhưng mà thấy có vẻ giống phù thủy lắm cha. Cưới gái còn trinh về, không cho đi đâu, cho ngủ riêng, hành tung kỳ lạ, thờ đạo thì rất là kỳ quặc. Không lẽ giống cái chuyện mà mình đọc trong sách đó. Con nè, hằng ngày chồng con nó có bắt con đọc có câu gì đó cho thật thuộc hay không? Sao cha hỏi vậy? Thì bình thường hai vợ chồng con vẫn nói chuyện với nhau bình thường mà. Có mà cô chủ. Cô chủ quên rồi hả? Ngày nào con cũng nghe muốn thuộc luôn á. Cái câu đó có gì quan trọng đâu em. Con nè, đó là câu gì vậy? Con nói cho cha nghe coi. Ủa sao vậy cha? Mà con nghĩ á, chắc là tại ông lớn tuổi nên lo xa thôi à. Câu gì mà sống là người họ Tạ, chết cũng là ma họ Tạ. Sống cũng là người họ Tạ, mà chết cũng là ma họ Tạ. Nó bắt con đọc đi đọc lại cho thuộc phải không? Dạ đúng rồi. Sao cha biết? Khẩu quyết. Nó bắt con tôi phải đọc khẩu quyết à. Cầu trời cho không phải là như vậy. Cha à, cha nói cái gì vậy? Ông làm cái gì mà mặt mày thất sắc dữ vậy? Mời bà chủ về cha. Hai anh thông cảm, cho cô chủ ở lại nói chuyện với ba mẹ chút rồi thế về mà. Nhanh lên nghe chưa? Dạ. Con ơi, sao mẹ linh tính, có cái chuyện gì bất ổn quá. Không sao đâu mẹ. Nè con về bên chồng con được bao lâu rồi? Dạ
Hơn 3 tháng rồi cha. 3 tháng? Tức là sắp sửa tới 100 ngày rồi. Không được đâu. Nè, kể từ bây giờ cha phải qua bên đó để canh chừng con thật kỹ lưỡng. Cha à, đường xá xa xôi, cha đi chi cho cực. Để con xin chồng á về thăm cha mẹ thường xuyên hơn. Không được, đây là thời điểm quan trọng, cha phải tới để canh chừng con thường xuyên. Canh chừng con? Cha sợ con bỏ trốn hả? Không phải là con bỏ trốn đâu, mà người ta sẽ dẫn con đi mất tiêu con à. Cái gì mà ghê quá vậy? Là ai vậy chứ? Họ dẫn con đi đâu? Không được, không được, con phải ở lại đây với mẹ, con không đi đâu hết á. Bà nói hay, mình đã gả con mình cho người ta, nó có chồng rồi, làm sao mà bắt lại được. Nhưng mà lúc này tôi rối quá, không biết phải làm sao bây giờ. Cha à, cha mẹ yên tâm đi, nếu con đi đâu á, con sẽ nói cho cha mẹ biết. Nhưng mà lúc đó muộn rồi cô chủ ơi, ai mà biết cô chủ ở đâu đi kiếm. Phải rồi, bây giờ như thế này nè, ba sẽ nhặt một mớ sỏi cho con, con đi đâu con cứ để bên mình á, rồi hãy mà có đi đâu rải xuống đường để ba lần theo cái dấu vết đó mà ba đi kiếm con, nghe chưa? Cha à, như vậy thì kỳ lắm, không lẽ đi đâu á con cũng đem mớ sỏi theo sao? Nó nặng thấy mồ làm sao đem theo được. Trời ơi, bây giờ tôi biết phải làm sao bây giờ. Con có ý kiến này nè. Sao con? Dạ, con có cái bọc đậu xanh này nè, trong trường hợp chị đi đâu á thì cứ rải đậu này trên đường cô chủ đi, sau ngày nó sẽ nảy mầm mọc lên, nếu mà ông có tới trễ á thì cứ lần theo dấu vết mà tìm. Sao tôi lại quên cái chuyện này? Con cứ cất đi nghe không? Con giữ cái bịch đậu xanh rồi bên mình ấy, nó tiện lợi lắm, có gì ba sẽ lần theo cái dấu vết này ba tìm con, nghe chưa? Dạ, vậy thôi được rồi. Con sẽ giữ cái này bên mình cho ba mẹ yên tâm. Bây giờ con xin phép về. Con đi mạnh giỏi nha. Thưa cha, con đi. Con đi nha mẹ. Đi theo tôi liền bây giờ. Theo ông đi đâu ạ? Gặp một nhân vật rất là quan trọng mà. Em có thể dẫn hầu gái theo được không? Không được, chỉ đi một mình, không trai theo hết. Nhưng mà bây giờ tối rồi. Đi đi. Cái người làm cái gì vậy? Bà chủ hãy tuân lệnh ông chủ, lên đường ngay, chúng tôi sẽ hộ tống bà, bà cứ yên tâm. Nhà không, cha đến thăm con nè, ra tiếp cha đi con. Ông đi về đi. Nè bà chủ ơi, bà chủ làm ơn cho tôi biết con gái tôi đâu. Ông bà chủ không có ở nhà, đi vắng rồi. Đi vắng rồi thì đi đâu chứ? Tôi đã đứng đây tôi chầu chực 3 ngày nay rồi tôi có thấy mặt con gái tôi đâu. Làm ơn làm phước,
Cho tôi biết con gái tôi ở đâu chú. Thôi ông đi về đi ông già ơi. Nè, tôi nói cho mấy chú biết nha, mấy chú không có được quyền đuổi tôi đâu nha. Dù sao tôi cũng là cha vợ của chủ mấy chú. Nếu như con gái tôi không có nhà, mấy chú làm ơn kêu chủ mấy chú ra tiếp tôi chút xíu được không? Ông có nghe rõ không? Ông bà chủ không có ở nhà. Ông đi về đi. Đi. Già mắc dịch. Vô lý như vậy chứ. Nó nhắn mình lên đây thăm nó, giờ đi vắng hết chứ cũng phải nhắn lại mình một tiếng chứ, tại sao lại như vậy? Có chuyện gì kỳ quá? Hay là con ơi, con gái. Tới rồi Quang ơi. Dạ đây này Quang. Quang ơi Quang. Thưa Quang, con gái tôi có thể là chết như thế này vậy, mong Quang giúp giùm. Chứ để nó chết Quang cứ tội lắm Quang ơi. Quang giúp giúp. Chuyện ngươi vừa nói thật là Quang được. Dạ không Quang được đâu. Tôi xin hứa lấy cái đầu của tôi chịu trách nhiệm trước lời nói của tôi, nếu như đó không phải là sự thật Quang à. Vậy con gái nhà ngươi mất tích bao nhiêu ngày rồi? Dạ thưa, 5 ngày rồi. Dạ Quang biết không, căn cứ vào những cái hạt đậu xanh nảy mầm này nè, tôi tìm tới đây thì mất dấu, cho nên tôi nghĩ là dưới giếng này là có xác của con. Thôi Quang ơi, Quang ơi, Quang ơi, mong Quang cứu giùm Quang. Thật là khó tin. Quang ơi, Quang giúp giùm Quang cho lính đào lên đi. Không được, các người không được lùng tới cái giếng này. Tao ơi, con gái tao đâu, con gái tao đâu? Vậy nè, vậy hắn chính là... Dạ thưa Quang, nó chính là chồng của con gái tôi. Nó dẫn đi đâu? Bây giờ hỏi nó nói nó không biết. Con gái tao đâu? Mày trả lời đi. Con gái tao đâu? Ngộ không biết. Nhưng mà các người không được quyền lũng lên cái dí này. Lớp này là lớp của Ngộ, dí này cũng là dí của Ngộ. Tại sao? Lên, đào lên. Dạ. Tại sao mày đi? Tại Ngộ à? Ngộ nó không có lò. Ngộ nó là không có lò mà. Trời ơi, không có lò được. Có biết không? Không lướt nào, trời ơi trời, ngồi đây là căng liền chạy qua, ngồi đây không có lướt nào. Con ơi con, tỉnh lại đi con. Con ơi, con. Đúng là cha gã con nhập ác quỷ rồi. Con tưởng là mình không thể gặp lại cha mẹ được rồi. Hắn ta cho con ngậm xăm để chết từ từ.
Nhưng không ngờ được mọi người giải cứu. Mày, mày đúng là quỷ đòi lớp ngươi. Không liên, nó là thần dữ của cô ta. Tại sao các người, tại sao các người mua nó lên? Ta là tôn tiền, tôn bạc, mua nó về đây. Ta cứ nó về đây, là ta thả nó xuống này, nó là dữ của cô ta. Trả nó lại cho ta, trả nó lại cho ta. Linh đâu? Dạ. Lo nó về xét xử. Chết tiền thì con chứng giám lòng thành tâm của má. Con về đây để nhận một chút nhang khói mà má thắp cho con. Mẹ con của má không có muốn làm điều đó với con, nhưng mà tại vì mẹ thương con của mẹ quá, thành ra mẹ phải làm vậy. Mẹ dứt khoát là thế nào mẹ cũng cúng cơm con đủ 49 ngày nữa. Anh ơi, má làm cái gì vậy? Nó chết rồi, má giái cho nó, má giái nhỏ nhỏ thôi. Má giái lớn quá, cả làng cả xóm người ta biết con á, kêu nó ra thế mạng cho con. Rồi quan huyện xuống đây còng đầu con, chặt đầu con rồi sao? Má muốn vậy không? Không có muốn như vậy. Nhưng mà má muốn nói với con là mình phải có cái lòng thành tâm với nó một chút. Dù sao nó cũng thế mạng cho con mà. Rồi con hiểu rồi, giờ má cảm thấy là ái nái đúng không? Ừ. Ngày mai đi ra chợ mua giấy tiền vàng bạc cho nó nhiều, đốt xuống dưới, ở dưới á, mà nó thiếu gì nó có nó xài. Ừ thì ngày mai hai má con mình ra bờ sông á cúng nó. Rồi được nhưng, rồi. Nhưng mà để má nói cho con nghe nè, mình phải tội nghiệp nó. Má con mình gài cái bẫy để cho nó chết vì con mà. Mẹ ơi. Lê Quỳnh ơi. Má ơi, hình sao con nghe là... cái giọng này nó quen quá vậy má? Lạnh quá. Ôi, đói bụng nữa. Hình như là đang tắm sinh con ơi. Cái giọng này không thể nào mà sai được. Trời ơi. Trời, bây giờ sao giờ đây? Nó mới chết mà sao nó linh thiêng mà nó về liền rồi kìa. Điên hồn vậy. Biến đi. Chết rồi tự nhiên gì vậy đây, chi vậy? Gì? Chết rồi về đây chi vậy? Ngày mai mua giấy tiền vàng bạc cũng xuống dưới có xài nha. Trời ơi má, với lại Lý Huynh sao vậy? Con còn sống nhăn răng đây nè. Không tin phải không? Sờ thử con coi. Đừng có xạo. Trời ơi. Chém không? Chém. Trời cái này sao chém? Chết rồi sao chơi kỳ vậy? Nhát hoài vậy? Thôi biến giùm tôi cái đi cha nội. Thử sờ thử em coi. Con sao con mới chết mà con hiện hồn về đây sớm vậy? Giờ nó kêu rờ thử coi nó chết chưa kìa. Má rờ đi. Thôi má rờ đi. Mày rờ đi. Má nói là má ấy nấy mà. Không, má ấy nấy thôi chứ không dám sờ nó đâu. Già thêm cái nhiên nhát. Con chưa rờ mà. Thôi giờ chưa. Rờ mà mày làm tao hết hồn hả? Thằng quỷ, rờ đi.
Nó cười là còn nó còn sống á. Còn sống hả? Dạ. Trời ơi, còn sống thiệt. Em còn sống mà. Đây nè. Ơi, cái chân nó đụng đất kìa. Con còn sống mà. Trời ơi, sao hay dữ vậy? Chàng Tưng con đã giết rồi nè. Cái gì? Thiệt vậy đó hả con? Dạ. Trời ơi. Đây. Cái gì đây? Thủ cấp của nó đó. Hả? Dạ. Trời, thủ cấp của nó đem về đây làm chi vậy? Lại rờ luôn đi. Không dám sờ đâu, con sờ thử coi. Má nhát mà phóng phái rờ. Để con nè. Đã nhát là đứng phía sau đi. Phái lên đầu chi? Chàng Tinh phải không? Dạ. Chính em đã chặt đầu chàng Tinh này hả? Đúng vậy. Sao có gì đâu mà nhát bài đặt. Ủa anh, anh tính dậy rồi hả? À, anh uống miếng nước đi. Anh có sao không? Anh làm cho mẹ với em lo lắm đó. Ta thì không có sao, nhưng nhà của mình sắp bị đại nạn rồi, sắp bị chu di tam tộc rồi. Không sao hả anh? Tại đệ với tại ai? Tại đệ. Đúng rồi. Đệ có biết con Trần Tinh đó là cái con gì không? Một cái con vật mà ông vua ông thương yêu, ngày nào ông cũng cho ăn, ngày nào nó ông cũng tắm cho nó, ông cưng nó như cái gì, tự nhiên cầm cái búa cái bạc rớt cái đầu con người ta, nghĩ sao không chu di tam tộc. Chết rồi. Bây giờ sao? Trời ơi. Tất cả là do đệ gây ra. Còn cái gì nữa? Mấy bây giờ đệ lên triều đình gặp nhà vua để thú tội với nhà vua. Không. Đệ có về nhà vua bớt tội cho đệ. Ta biết rồi nhưng mà không có được đâu. Bây giờ mà để mà lên mà gặp nhà vua thì không, ta nghĩ là thôi để cái chuyện này để ta gánh vác cho. Bởi vì sao? Ta chỉ còn một mình đệ là em của ta thôi, mà mẹ ta cũng còn một mình đệ nữa thôi. Cho nên hay chuyện này để cho ta gánh vác cho nha. Không được đâu huynh à. Không, mẹ với huynh vất vả vì đệ nhiều lắm rồi. Không, đệ không muốn liên lụy tới mọi người nữa. Đệ phải nghe lời của ta. Không, đệ phải nghe lời của ta. Bây giờ ta tính như vậy, cái đầu con Trần Tinh này á, ta sẽ đem một chỗ rồi đó, thật kín đáo, ta sẽ giấu, có thể là nó phân hủy luôn. Còn đệ á, đệ cứ việc đi vô rừng sâu đi, vô thật là sâu, đệ cứ ở trong trọng đi. Nếu một ngày nào đó mà nhà vua phát hiện được á, ta sẽ gánh vác hết cho đệ. Đệ cứ yên tâm cái chuyện đó đi, nha. Nghe là ta, cứ việc đi. Không huynh à, không. Đệ không đi đâu. Đệ không đi cứ đâu. Cứ đi đi, cứ đi đi, mọi chuyện để ta lo cho, để ta gánh vác hết cho. Nhớ đi nha, thật sâu nha đệ, đừng bao giờ trở về nha đệ, nha, nhớ là đi sâu thật sâu nha. Thằng ngu. Trời ơi, ta lấy cái đầu con Trần Tinh rồi ta lên ta gặp nhà vua. Nhà vua sẽ ban thưởng cho ta, sẽ phong ta là đô đốc. Trời ơi, con trai của má giỏi dễ sợ đó. Sao? Hồi nãy giờ má đứng trong nghe hết rồi. Bài đặt nghe lén nè. Bây giờ á, nhiệm vụ của má là chuẩn bị làm mẹ của đô đốc đi. Thiệt là nhiều cái mà. Đây là Lý Thông, người vừa chặt đầu Trần Tinh để cúng nguy với dân làng. Quân đâu, hãy ban cho tráng sĩ một chung ngự tụ. Dạ, đa tạ hoàng thượng. Ngoài ra, ngươi còn được ban thưởng chức tước và bổng lộc của triều đình. Cảm ơn hoàng thượng. Bên kia đẹp quá.
báo cấp báo. Muốn tâu hoàng thượng, công chúa đã bị đại bàng bắt đi. Đây, mày nghĩ sao con đại bàng mà gấp công chúa được mày? Xạo, nó xạo đó hoàng thượng. Xin hoàng thượng hãy cứu công chúa ngay. Xin bệ hạ phê chuẩn cho một dũng tướng tài ba nhất để tìm con quả vật. Các ngươi đừng lo, ta đã tìm được tráng sĩ để cứu nguy cho công chúa. Thấy chưa, hoàng thượng nó có dũng tướng mà. Xin hỏi hoàng thượng người đó là ai à? Lý Thông, ngươi phải đi tìm đại bàng và cứu công chúa về đây. Nếu không, ngươi sẽ bị chặt đầu ngay lập tức. Dạ, Lý Thông là thần đó hả? Thần bị chặt đầu có nghĩa là cái đầu của thần sẽ không còn được nằm trên cái cổ nữa đó hả hoàng thượng? Dạ, tuân lệnh hoàng thượng. Đây nè, chắc chắn là ở đây. Trời đất ơi, hồi sao nó sâu dữ vậy? Nè, phải, nè, chắc chắn là nó là ở đây không? Chắc chắn Quỳnh thấy không? Vết máu nhiễu tới đây là hết rồi. Nè, chắc chắn còn đại bàng. Gấp con chua xuống dưới này. À, vậy hả? Bây giờ mình phải làm sao? Bây giờ, mình phải bí mật tiếp cận nó. Bí mật tiếp cận? Nhưng mà bằng cách nào? Bằng cách là leo xuống. Ai leo? Nè, đừng có nói Quỳnh leo nha, Quỳnh sợ độ cao lắm á. Để leo cho. Quyết định vậy đi nha. Thả đi tụi bay. Tới chưa xanh ơi? Nhanh lên. Ăn hải không hả? Xanh ơi tới chưa? Em chưa đụng tới đáy hàng. Anh cho em xuống một xíu nữa. Thả đi tụi bay. Tới chưa xanh ơi? Xuống nữa anh Lý Thông ơi. Em tới rồi. Tới rồi. Giữ chặt cái dây nghe không? Có động tĩnh gì nhớ báo cho anh biết nha. Kỳ nàng, nàng có phải là công chúa không? Hãy đi theo ta. Nhanh lên. Công chúa cứ bám chặt sợi dây này, bên trên sẽ có người kéo công chúa lên. Nhanh lên, cả của đại bàng phát hiện bây giờ. Tráng sĩ, xin chàng hãy lên cùng tôi. Không được, ta phải ở lại tiêu diệt con đại bàng này luôn. Chứ nó còn tắc quái. Nhanh lên, kéo bộ. Anh Thông ơi, kéo công chúa lên nè. Hả, công chúa, kéo lên đi hàng quỷ. Nhanh lên. Nhanh lên nữa. Công chúa có sao không công chúa? Dạ, hạ thần là Lý Thông, bái kiến công chúa. Tụi bay đâu? Gọi dây ra cho công chúa lại lên. Nè, tụi bay á, hộ tống công chúa, đưa công chúa về kinh.
còn để một mình ta ở đây, ta sẽ chiến đấu với con ác quỷ này. Nhanh lên. Dạ. Đứng đó làm cái gì? Được rồi công chúa, cái gì yên tâm đi, để hạ thần. Trời ơi, hạ thần là chiến đấu đó, yên tâm. Xanh ơi Xanh, tình hình dưới sao rồi Xanh? Giết được con ác thú đó chưa? Hả? Hay là bị nó ăn thịt rồi? Xanh ơi. Ta không có ngu gì ta kéo nhà ngươi lên đâu. Để đô đốc Lý Thông ta chạy về triều đình, kêu viện binh kéo nhà ngươi lên nha. Anh nói sao? Anh là đô đốc hả? Ta nói cho ngươi biết, ta là đô đốc rồi, ta không cứu được công chúa hay sao mà để một tên vô danh tiểu tốt như ngươi cứu công chúa vậy hả? Ngươi đừng có mơ. Ta nói cho ngươi biết, khi về triều đình ta sẽ được thăng quan tiến chức, nhiều khi ta còn được làm phò mã luôn kìa. Còn ngươi á, cứ việc ở dưới đi nha. Tạm biệt nha ngươi. Kéo em lên mau, anh Lý Thông. Hi. Tạm biệt nha thằng em trai. Anh Lý Thông, anh Lý Thông. Chán sĩ hãy cứu tôi với. Ai đó? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Xin chán sĩ hãy cứu tôi với. Ai đó? Ai? Tôi bị con ác thú bắt giữ giam giữ lâu nay, sức cùng lực kiệt, không đi đâu được. Xin hãy cứu tôi. Đang ở đâu? Ở đâu? Tôi đang ở gốc cuối cùng trong hang. Xin người hãy đi rẽ về bên phải mà đi thẳng tới. Chẳng giấu gì ân nhân, tôi chính là thái tử con trai Vô Thủy Tề, bị con đại bàng thành tinh này bắt giữ lâu nay. May mà ân nhân ra tay cứu giúp, ơn này chẳng khác gì tái sinh. Ồ, thì ra là như vậy. Nhưng xin thái tử đừng có bận lòng chuyện ơn nghĩa ở đây, tôi chỉ làm việc theo lương tâm của mình thôi. Tôi có chút quà mọn này muốn tặng cho ân nhân, mong nó sẽ hữu ích cho người. Tôi không chấp nhận đâu. Xin hãy cầm lấy, kiếp nạn của người chưa qua hết được đâu, hãy giữ lấy nó mà hậu thân. Xin người cầm lấy. Thôi, tạm biệt. Thank you.
Đây mới đúng là ân nhân của con. Chính chàng đã cứu con thoát khỏi hang động. Ngươi tên là gì? Dạ bẩm hoàng thượng, thần dân tên là Thạch Sanh. Lý Thông, chuyện này là như thế nào? Dạ, khởi bẩm hoàng thượng, chuyện là vậy, hôm nay con cũng không dám giấu hoàng thượng nữa. Cái chuyện mà chặt đầu Trần Tinh cũng là Thạch Sanh, rồi chém đại bàng cũng là Thạch Sanh, cứu công chúa cũng là Thạch Sanh luôn. Con chỉ đứng ngoài con cổ vũ thôi à. Lý Thông, ngươi biết tội ngươi chưa? Dạ, con biết là lỗi của con, con mạo nhận Thạch Sanh, xin hoàng thượng tha tội cho con. Sanh ơi Sanh, nói giúp giùm anh tiếng đi, thôi ổng chặt đầu anh, cái hồn anh ấy đi lanh quanh, cuối cùng anh không về được nhà anh đâu. Lính đâu? Dạ hoàng thượng. Giam Lý Thông vào ngục chờ ta xét xử. Hên quá, ổng giam vào ngục chứ ổng không có chém đầu đâu. Dạ, cảm ơn hoàng thượng. Sanh, nó giúp giùm anh nha Sanh. Sanh ơi. Cô hai. Cái gì mà hớt hớt hả gì liền? Ông á, sai con chạy qua báo tin vui cho cô hai. Bà sinh được một bé trai rồi. Trời ơi, vậy hả? Dạ. Vậy là tốt quá rồi. Dạ. Nè, mày về bên nhà mày nói với ông á, chiều nay á, cô sẽ qua đó để thăm bà nha. Dạ. Thưa cô hai con về. Ừ. Dạ. Mình ơi mình, mẹ kế sanh em trai rồi đó mình. Tôi nghe rồi, nó là bài hải vậy, không lẽ điếc mà không nghe được hay sao? Mình ơi, bây giờ á, hai vợ chồng mình nè, tranh thủ ăn cơm lẹ lẹ đi, xong rồi á, tụi mình qua bên nhà tụi mình thăm dì với em trai của tôi nữa. Trời ơi, thiệt á, tôi muốn ngó cái mặt của thằng nhỏ để coi nó có giống tôi miếng nào không. Cô bộ cô vui quá ha. Vui chứ sao không? Khi mà cha đi thêm bước nữa là ý cha muốn có thêm một thằng con trai để nối dõi tông đường. Em thì cứ lo, cha lớn tuổi rồi, khó mà đặng như ý nguyện. Không ngờ đó, mới đó mà mẹ kế đã mang thai, rồi đã sanh ra một thằng cu để sau này nối dõi tông đường rồi. Sau này dòng họ nhà Lê đã có người sớm hôn thờ phụng, cúng kiến rồi. Đúng rồi, đó là ý nguyện cũng như là mưu tính của cha cô mà. Mình nói vậy là có ý gì? Cô đúng là nông cạn. Làm ơn á, đêm nằm ngủ gác tay lên trán mà suy nghĩ đi. Thú thật chứ cô, khi cha của cô quyết định cưới bà vợ này,
Tôi biết ổng đang tính cái hướng gì rồi. Chẳng qua ổng sợ một điều, khi ổng nhắm mắt xuôi tay, toàn bộ tư cơ điền sản này sẽ thuộc về vợ chồng của mình thôi. Cho nên ổng mới nghĩ ra kế để tìm người nối dõi tông đường. Cô cũng biết mà, cha của cô đâu có ưa tôi đâu. Trước đây á, ổng thuận gả cô cho tôi là tôi đã nhìn thấy cái kiểu mà bằng mặt không bằng lòng rồi. Anh nói nghe không có đặng lỗ tai. Tại cô đâu phải là cha của cô đâu, làm sao cô hiểu được ổng đang nghĩ cái gì. Tới khi mà ổng đã viết chút thư xong rồi á, lúc đó cô mới sáng mắt ra. Khi đó toàn bộ tư cơ điền sản này sẽ thuộc về người đàn bà đó và thằng em trai cùng cha khác mẹ của cô đó. Lúc đó cô chỉ có nước đập đầu vô cột mà tức chết thôi. Mình nói em nghe, sao thấy chột dạ quá à. Không lẽ cha tính với em tới nước cờ này hay sao chứ. Dù gì đi nữa em cũng là con gái của cha mà, sao cha lại đối xử với em như vậy chứ. Thôi đi, cô đừng có khóc nữa. Cô có nghe cái câu á, nữ sinh ngoại tộc chưa? Con gái bước chân ra khỏi nhà là coi như người ngoài, không có ruột rà máu mủ gì nữa hết á. Hiểu chưa? Vậy bây giờ mình biểu em phải làm sao? Tiên hạ thủ vi cường, kẻ khôn ngoan mình phải ra tay trước. Mình phải tự cứu mình trước, trước khi trời cứu. Ăn cơm đi. Bây giờ tất cả mọi việc á, nhất quyết cô phải nghe lời tôi. Lúc đó chắc chắn phần lợi sẽ nghiêng về vợ chồng của mình thôi. Cô nên nhớ một điều, cái điền sản đó chắc chắn phải thuộc về vợ chồng của mình. Cô có hiểu chưa? Nhất quyết không được nương tay. Bằng cách nào? Cha ơi cha! Cha ơi! Cha ơi cha! Tụi con tới thăm cha và dì nè. Hai con đến rồi hả? Dạ. Vô nhà, vô nhà, vô nhà, vô nhà. Dạ. Cha ơi, để vợ con vô thăm dì đi, con với cha ra ngoài hiên tâm sự một chút. À, con vô trong đó, dì với em đang ngủ, con vô chậm khẽ khẽ thôi nha, nghe. Để em và dì thức giấc đó. Nè, nhớ cha dặn chưa? Nhớ nhẹ nhàng thôi nha. Đi đi. Dạ, con biết rồi. Dạ. À. Khi tới nhà cha, tôi sẽ tìm cách dụ cha ra xa cửa phòng. Còn bà vô trong đó, thừa lúc nào mà bà bẻ kế ngủ thiếp đi, ẵm thằng bé ra phía sau quăng xuống cái giếng cho tôi, nhớ chưa? Ta nói con nghe thằng Điền đó, nó báo tin, con vui hết biết luôn cha. Con mới thu xếp mọi chuyện chạy qua đây để chúc mừng cho cha nè. Cha cũng vui lắm con ơi, cha cũng vui lắm. Thằng em của mày mới sinh ra hả, vầng trán rộng, đôi mắt sáng tinh lành,
sau này chắc chắn nó là một thằng con có hiếu. Dạ chúc mừng cha, chúc mừng cha. Cha cha, con hỏi thiệt cha nha, cha thấy thằng em của con có nét nào giống cha không? Con nói vậy là sao? chị nói bâng quơ thôi hả? Về cái chuyện này nha, con phục cha sát đất luôn á. Từng tuổi này mà con không thể nào nghĩ được là cha có thể làm được một điều phi thường như vậy. 70 mấy tuổi rồi. Thử nghĩ đi, bây giờ từng tuổi này làm sao có thể sinh được một thằng con để ẵm để bồng. Cái này thì quả là kỳ tích nha cha. Kỳ tích luôn đó cha. Kỳ tích, kỳ tích. Dạ. Ông ơi, ông có sai ai bồng con không vậy? Sao bây giờ không thấy con trong phòng vậy ông? Tôi đâu có sai ai vô bồng con đâu. Chết rồi. Vậy con đâu? Có khi nào, có khi nào con đâu rồi ông? Bà bình tĩnh, bà bình tĩnh. Bà bình tĩnh, không có chuyện gì đâu. Thằng Điền thằng Đất đâu? Thằng Điền thằng Đất, ra đây đi tìm cậu chủ cho tao. Thằng Điền thằng Đất đâu? Cha ơi, em ở đây nè cha. Con, con mẹ. Tại hồi nãy em quấy khóc mà con thấy dì đang ngủ say, cho nên con lén đem em ra ngoài để dỗ dành. Con không ngờ lại làm cho mọi người hoảng sợ như vậy. Con thiệt là hồ đồ. Không sao đâu, tại vì quản quá nên làm cha con quản theo. Thôi không có gì, mình vô nhà đi em. Đi vô đi bằng sao mà tốt rồi vậy. Em xin lỗi mà mình đừng có giận em nữa mà mình. Bà có biết đây là cơ hội ngàn năm có một hay không? Thiệt tình á, lúc đầu em cũng định làm theo ý của mình rồi, nhưng mà khi mà em chuẩn bị ra tay á thì em của em nó khóc, bởi vậy em không có nở xuống tay với nó. Mình ơi, dù sao thì nó cũng là máu mủ tình thâm với em mà mình. Thì chính vì cái máu mủ tình thâm đó đó, sau này á bà tha cho nó lớn lên đi rồi ha, nó sẽ giật hết gia tài sự sản của cha bà để lại cho bà. Bà có biết chưa? Mình không có đâu mình ơi. Nó vô tội mà. Cái gì, nó còn nhỏ làm sao nó có tội? Lớn lên nó mới có tội, hiểu không? Bây giờ sao? Bà không làm được phải không? Bà không làm được. Để cho tôi, tôi sẽ lựa một cơ hội nào đó tiễn hai mẹ con nó về nơi chín suối. Mấy có ai nghe lén không trời? Có em nè mình. Bà rảnh quá ha. Đi về nhà. Dạ. Mình ơi, mình ơi mình. Dạ con xin thề với ông, con mà có nói láo nửa lời á, ngọn đèn tắt là con tắt theo đó ông à.
con còn nghe chính miệng Dương Hai nói á là sẽ ra tay sát hại bà và cậu chủ. Còn lo lắm không mà. Mà Dương Hai nói là Dương Hai làm đó ông. Cái thằng rể này tánh tình nó hung ác, lại mưu mô trước quỷ. Từ lúc mà nó hỏi cưới con gái của ta, ta biết hắn gì thèm khát tiền của nhà cửa ruộng vườn của ta. Nên ta không phải lo đường hậu vận sau này. Ta biết nó sẽ không buông tha cho mẹ con bà ấy đâu. Vậy bây giờ phải làm sao không? Ta nay tuổi đã cao, cũng sắp gần đất xa trời. Theo luật của triều đình thì bao nhiêu tài sản của ta khi ta chết đi sẽ giao lại cho con trai của ta. Mà con trai của ta nó còn nhỏ quá, nếu một mai ta khuất núi thì làm sao ta che chở được cho nó chứ. Chào ơi, nguy hiểm cho tính mệnh của con ta biết chừng nào. Ông à, ông đừng có lo lắng nhiều quá, rồi sanh bệnh đó ông. Điền. Dạ. Ta muốn nhờ con giúp ta một tay. Trong tình cảnh này, ta chỉ tin tưởng có một mình con thôi. Dạ. Ông dạy chi con xin nghe. Mạng của con là do ông cứu. Ông đã mang con về nuôi nấng con từ nhỏ. Ơn của ông con không bao giờ quên. Bây giờ có trả lại cái mạng này cho ông á thì con cũng cam lòng. Điền à. Dạ. Vậy là đã đến lúc con trả ơn cho ông rồi đó. Ông có kế này, con có chịu làm cho kế của ông không? Dạ, ông cứ nói à. Cho dù có nhảy vô dầu sôi lửa bỏng á, con cũng cam chịu ông à. Dạ. Dạ con lại ông. Không được đâu ông à. Con không làm như vậy được ông à. Con lại ông á, con lại ông á. Điền, con có thương ông không? Dạ con, con... Nếu con nghĩ tình chủ tớ bấy lâu nay, ông xin con giúp cho ông lần này đi con. Sinh mạng của bà và cậu chủ đang phó thác trong tay con đó nghe Điền. Dạ ông ơi, nhưng mà con... Ông ơi, ông ơi, con đồng ý không? Con đồng ý giúp ông hả? Con sẽ trả ơn ông. Tốt quá, tốt quá. Con... Thằng Điền mang tội gian trá, nửa đêm lén vào phòng trộm đồ quý giá, nghĩ tình chủ tớ ta không giao nạp lên quan, chỉ đánh ngươi 30 hèo trừng phạt rồi đuổi đi. Từ nay ngươi không còn làm cho nhà họ Lê nữa. Mọi người nhìn nó mà làm gương. Thôi, đuổi nó ra. Bà đi đâu thì phạt xác bà. Tôi không thể nào chịu nhục thêm một ngày nào nữa cả. Hàng ngày đi ra đi vô nhìn thấy bản mặt của nó, tôi không chịu nổi. Càng lớn nó càng giống như cái thằng phản phúc. Ông ơi, có phải ai nói điều ra tiếng vô nông sinh nghi? Thằng Phi là con ruột của ông mà. Tôi thề có trời đất, tôi chưa làm điều gì có lỗi với ông với dòng họ Lê cả. Ông tin tôi đi không? Cha ơi,
Có chuyện gì vậy cha? Con ơi, quan cái gì lắm con ơi. Bà còn nói qua mà không thẹn với lòng sao? Bà bảo cuốn gói cùng với thằng Phi ra khỏi nhà tôi ngay. Ông ơi, tôi xin ông mà, ông ơi. Tôi không muốn dây dưa với hai mẹ con bà nữa. Đi. Cha ơi, vì có lỡ làm điều gì sai trái á thì cha cũng nghĩ tới thằng Phi để mà bỏ quá lỗi cho dì. Dù sao thì thằng Phi nó cũng còn nhỏ, nó đâu có biết ức giáp gì đâu mà cha lại đuổi nó đi như vậy. Thằng Phi nó không phải là con ruột của cha. Từ lâu rồi cha nó nghe đầy cái lỗ tai lời thì thầm của thiên hạ, nhưng vì cha xấu hổ cha không dám nói ra. Ngày dài tháng rộng, nguy càng lớn, gương mặt của thằng Phi càng tỏ ra điều khả nghi đó. Cha, cha nói mới con mới dám nói nha. Con thấy hình như thằng Phi á, nó giống thằng Điền nhiều hơn giống cha đó. Kìa anh, chị nói thiệt thôi mà. Cha ơi, cha có dám chắc điều đó là sự thật hay không? Lỡ như cha nghi quan cho dì thì tội dì lắm. Con có biết tại sao mà cha đặt tên nó là Phi không? Đơn giản thôi, Phi á có nghĩa là không phải. Có nghĩa là thằng Phi không phải là con ruột của cha. Hèn gì con cũng thấy lạ nha. Nghĩ sao cha bảy mấy tuổi rồi mà đẻ được thằng Phi. Anh à, cha ơi, dù có chuyện gì đi nữa thì cha cũng đừng lo buồn quá. Cha phải ráng giữ gìn sức khỏe nha cha. Cha xấu hổ quá, cha xấu hổ quá. Ông ơi, ông ơi, cha. Ông ơi, ông sao vậy? Ông bà đi đi. Thôi. Vì quá phiền muộn nên ông Lê Đâm trọng bệnh, mấy năm sau thì mất. Người con rể lập tức quay về nhà cha vợ, chiếm hết gia tài điền sản, đuổi mẹ con thằng Phi ra khỏi nhà. Chúc thư của cha để lại: cha đã già 70 tuổi rồi mới có một thằng con trai, mà thằng con trai đó không phải là con ruột của cha, cho nên tất cả những gia sản của cha, cha để lại cho người con gái duy nhất của cha. Thằng Phi không được hưởng bất cứ thứ gì của cha hết. Chị đi kiếm đi chị. Thơm nè chị. Đi kiếm giùm em đi, ngon lắm á, mới đẻ. Ngon là ngon nhất rồi. Cô Thơm đi anh. Mẹ. Bà, chồng con. Bà thật là có phước. Thằng Phi là đứa có hiếu, lại hiền lành siêng năng. Dạ, cảm ơn chị. Ủa con. Dạ. Bữa nay làm gì mà có nhiều lính đi tuần tra nơi này dữ vậy con? Bà không biết chuyện gì sao? Hôm nay ở trên triều đình cử một ông quan xuống nhận chức. Dạ vậy hả? Nghe nói ổng sẽ đi ngang nơi này nên lính phải dọn đường trước. Dạ. Nghe nói ổng là một ông quan rất là tài giỏi, ai mà bị oan ức gì gặp ổng là được minh quan liền. Con, dạ. Coi hàng cho mẹ nha. Mẹ đi đâu vậy?
Tôi thấy rất sai trời. Tôi chỉ lo một điều là tánh mạng của hai mẹ con bà sẽ bị thằng rể nó tranh nhau cái điền sản này. Sau khi tôi cốt đuối, tất cả điền sản này sẽ thuộc về thằng Phi. Mẹ quá con. Thằng Phi lại còn quá nhỏ, làm sao mà tránh được mũ sâu hiểm độc của con người lòng lan giả thú. Tôi đã bàn với thằng Điền về kế sách để bảo mật cho con trai của mình. Chỉ tôi nhìn cho mà, chỉ chủ nhục, hoang dân nhớ nhớ. Bà khóc tôi nó nghe. Bà nghe kỹ lời của tôi dặn sau khi tôi chết. Nó sẽ tranh giành tất cả tương trang của mẹ con bà. Bà phải dẫn được chịu đựng là chứ. Bà nuôi thằng Phê khôn lớn, tìm ông quan nào thân niên để giải oan cho bà. Bà đưa tiền gỗ này cho mấy. Nhớ dấu kỹ pho tượng. Và nhớ là tôi dặn đấy. Pho tượng gỗ này là mùa hộ mệnh của mẹ con bà đó. Ông ơi. Cô ơi, mua thơm đi cô. Mua thơm đi chú. Lại Quang, con có chuyện muốn bẩm. Mẹ, mẹ làm gì vậy mẹ? Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ đứng lên đi mẹ. Mẹ, bà kia, bà muốn chết hay sao chặn đường Quang? Bẩm Quang. Người đàn bà kia, sao vô cớ quỳ lại giữa đường, cản đường ta đi nhậm chức vậy? Bẩm Quang, con có chuyện quan ức, kính xin Quang xét xử. Linh. Dạ. Đưa hai người này về Tử Vinh để ta điều tra vụ án. Dạ. Hai vợ chồng kia, bà Lê đã kiện lên quan, nói hai vợ chồng nhà ngươi dụng kế để chiếm đoạt tư cơ điền sản của chồng bà ta để lại. Hư thực như thế nào, mau bày cho rõ. Dạ bẩm quan, bà ta nói của láo đó quan. Bà ta đã tư thông gian díu với người làm ở trong gia đình. Chính vì vậy cho nên cha vợ của con đã bắt gặp được và đuổi hai người ra khỏi nhà. Còn thằng Phi á, không phải là con ruột của cha vợ con, cho nên nó không được quyền hưởng những gia sản mà cha con để lại. Hiện tại bây giờ á, cha con chỉ có mỗi một người con duy nhất là vợ của con đây. Chiếu theo luật của triều đình, vợ của con có quyền được hưởng tất cả những gia sản mà cha con để lại. Cho nên bà ta đã ganh ghét, nuôi lòng hận thù
Bây giờ quay về đây, hồng lật lọng đổi trắng thay đen thưa quan. Nhưng trước khi chết, cha vợ của ngươi có đã để lại một bức tâm thư, trong đó đã thuật lại tường tận chuyện năm xưa. Vì muốn tránh họa cho vợ và đứa con trai còn nhỏ dại, cho nên mới dùng khổ nhục kế này nhằm qua mắt chàng rể gian manh, ngày đêm rắp tâm để chiếm đoạt tài sản. Thật ra chuyện tư thông gian díu chỉ là mưu kế của ông Lê mà thôi. Và bẩm quan, tất cả những lời đó chỉ là vu khống và bịa đặt của bà ta. Tâm thư và tượng gỗ đều do bà ta bày ra tất cả những chuyện này. Mong quan suy xét cho nó rõ ràng. Dạ không phải. Ta hỏi ngươi, khi cha vợ ngươi chết cũng đâu có nói rõ vợ chồng nhà ngươi sẽ được hưởng điền sản này đâu. Sao ngang nhiên đuổi mẹ con bà ta ra khỏi nhà để chiếm đoạt tài sản vậy? Dạ bẩm quan, có chứ, con có chút thư đàng hoàng. Dạ bẩm quan, trong thư chỉ vỏn vẹn 21 chữ thôi, nhưng mà đã rất rõ ràng thưa quan. Chút thư này có phải chính tay của cha vợ nhà ngươi viết hay không? Bà ta cũng có thể là nghi ngại vợ chồng nhà ngươi quỷ tạo ra bức chức thư này sao? Dạ bẩm quan, đây chính là chữ viết của cha con, mong quan suy xét. Vậy thì đúng rồi, tuần chữ của hai bức thư này giống nhau như tạc, chứng tỏ tâm thư và chúc thư do một người viết. Ta có thể khẳng định là bức tâm thư trong bức tượng gỗ này do chính ông Lê viết để minh oan cho vợ của mình. Chúc thư này cũng do ông Lê, cha vợ của nhà ngươi viết. Đã đọc qua chưa? Có hiểu ý nghĩa của 21 chữ này không? Dạ bẩm quan, trong đó đã ghi rất rõ ràng là thằng Phi không phải là con ruột của cha vợ con, cho nên nó không được quyền hưởng bất cứ gia sản nào mà cha con để lại thưa quan. Không đúng, ngươi không biết hay cố tình đổi trắng thay đen như vậy chứ? 21 chữ trong bức thư này ghi rất rõ: thất thập nhi sinh phi ngô tử, giả kỳ điền sản, giao giữ tử tế, ngoại nhân bất đắc tranh đoạt. Có nghĩa là 70 tuổi mới sinh ra thằng Phi, đó là con trai của ta, ruộng đất trao cho nó, con rể là người ngoài, không được quyền chiếm đoạt. Như vậy đã quá rõ, ông Lê trước khi chết đã có tâm nguyện để lại tài sản cho đứa con của mình là Phi, người con gái và con rể, không được ngang nhiên chiếm đoạt tài sản, đuổi mẹ con của Phi ra khỏi nhà là sai trái. Này, ta phân xử. Từ nay vợ chồng nhà ngươi phải giao trả lại toàn bộ tài sản cho hai mẹ con của họ, và ngay lập tức bước ra khỏi nhà, trái lời sẽ bị xử phạt nghiêm minh. Quan, gà đội ơn quan. Quan à, quan. Dạ, con mời bà chủ uống thuốc. Bà chủ đợi ông chủ về hả bà chủ? Sao bây giờ ông chủ còn chưa về nữa? Ta lo quá à. Không biết có chuyện gì sắp sửa xảy ra hay không nữa. Dạ, không có sao đâu bà chủ. Bà chủ đừng có lo. Tại vì bà chủ đang bệnh nè, rồi lại thiếu ngủ nữa, nên có cảm giác lung tung vậy thôi. Chứ hôm nay thuyền bu nhà ta xuất phát, nên ông chủ dẫn các mạnh đi đến miễu rồi làm lễ đãi đàn ăn uống. Chắc là ông chủ uống quá chén nên về trễ vậy thôi. Bà chủ đừng có lo nữa nghe bà chủ.
Với lại mà thuyền buôn của chúng ta mà một năm đi biết bao nhiêu chuyến chứ đâu phải đi lần đầu đâu. Ta biết như vậy rồi, nhưng mà lòng ta như lửa đốt, như sắp sửa có cái điều gì. Bà chủ, thôi bà chủ uống thuốc đi, là bà chủ hết lo à. Có khi là bà chủ uống hết thuốc á, là ông chủ về liền luôn á, nha. À, chết, con xin lỗi bà chủ, con quên là thuốc con mới nấu. Bà chủ có sao không? Để con lụm mấy cái miệng. Bà chủ ơi, bà chủ ơi, bà chủ, bà chủ, bà chủ ơi, ông chủ, ông chủ, ông chủ bị người ta hại chết ở ngoài đường làng rồi, ở gần cái điểu á bà chủ. Bà chủ ơi, bà chủ, bà chủ ơi, đỡ bà chủ vậy, đỡ bà chủ, bà chủ, bà chủ ơi, bà chủ, bà chủ. Dạ bẩm quan. Hay tin quan đến, nhưng vì trong người mệt mỏi, gắng gượng mấy lần con mới ngồi dậy được. Để quan chờ, thiệt là thất lễ. Không sao, bà có thể ngồi tiếp chuyện được mà. Dạ. Bà ngồi đi. Dạ cảm ơn quan. Ta nghe người nhà bà báo á, trong nhà bà xảy ra án mạng. Tại sao chồng bà chết, bây giờ bà mới báo quan? Dạ bẩm quan, chồng con bị người ta hại chết rồi. Bẩm quan, chồng con giáng số nên bị người ta hại chết thê thảm. Nỗi đau này thiệt không thể tả. Con cuối xin quan hãy mau tìm ra thủ phạm để đền mạng cho chồng con. Vậy bà có nghi ai là thủ phạm giết chết chồng bà không? Đúng rồi, chính là hắn, chính là kẻ mắt người dạ thú đã hại chết chồng con. Con xin quan, xin quan hãy dùng cực hình tra khảo để hắn nhận tội. Quan ổn với chồng con lắm. Quan, mau 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 đưa bà vào trong. Mau. Bẩm quan, bà con vì quá đau buồn khi nghe tin ông con mất nên lâm trọng bệnh cả tuần nay. Bà không ăn không uống, nằm khóc suốt trong phòng á. Dạ, chính con là người trình báo lên quan đó. Vậy người bà chủ người vừa nói là ai, con có biết không? Dạ có. Chẳng hay lúc còn tại thế, ông Phú Thương có thù hận hay xin bích dài không? Kẻ đó là thương gia họ Quách, là một tay cự phú ở vùng này. Hắn ta cũng có đoàn thuyền buôn, không thua gì ông chủ của con, nhưng luôn nuôi giả tâm, muốn thôn tính hết mối mang làm ăn trong vùng này. Gần đây kẻ đó còn rêu rao phỉ báng với bạn hàng, nhưng muốn loại trừ ông của con. Rồi sao nữa, ngươi nói tiếp đi. Cái hôm ông con chết, trước lúc làm lễ tại miếu, ông ta cũng có cho người đánh phá và buông lời thách thức hăm dọa. Ông chủ con dĩ hòa dĩ quý nên bỏ qua. Ông Quách gây sự một lúc rồi ông chán bỏ đi, nhưng còn quay lại buông lời độc địa lắm. Rồi rồi sau đó thì sao? Dạ, dạ vì bực bội cho nên ông con uống hơi nhiều rượu. Rồi đến tối, sau khi cắt mành ra khơi, rồi ông con mới về.
ông ta đi một mình à? Dạ, lúc đó con còn ở lại với các mành để kiểm hàng. Ông kêu đau đầu nên ông về trước. Dạ, dạ, một lát sau rồi con mới về thì mới bắt gặp ông nằm chết giữa đường, đã tắt thở rồi. Ông của con chết oan ức lắm Hoàng ơi. Vì các mình đi khi nào mới trở về? Dạ khoảng chừng một tháng. Thôi, ta đã hỏi xong, để ta gặp thư gia Quách xét kỹ chuyện này. Ngươi nói chủ nhà đó, ta xin cáo từ. Dạ, dạ. Ta thấy thiệt tội nghiệp cho người vợ, còn trẻ đẹp như vậy á mà trở thành quá phụ rồi. Vậy chứ ngươi có thấy đôi gò má bà ta cao không? Sao? Đó là cái số sát phu, có chạy trời cũng thoát khỏi nữa. Thiệt vậy hả? Ừ, thiệt là tội nghiệp cho ông thương gia đó. Thấy vợ mà không coi tướng, để là phải chết yểu. Hai người à, đừng có tàm xàm nữa. Ngươi nè. Dạ. Ngươi cầm cái trác này á, mời ông Quách đến Tư Vinh để ta tra hỏi. Dạ. Còn ngươi. Dạ. Ngươi thăm dò khi nào thuyền buôn của thương gia Phong trở về, tập hợp tất cả mọi người để ta tra xét. Ông Phong đó chết thì liên quan gì đến chồng của tôi? Không lẽ mấy người nghi ngờ chồng tôi là thủ phạm giết người hả? Quan lớn triều đình gì mà hàm hồ quá vậy? Nói phải có sách mắt, phải có chứng chứ. Trời đất ơi, nghi ngờ lung tung rồi tùy tiện bắt người, rồi mặt mũi nào mà chồng tôi làm ăn được nữa. Dạ dạ, dạ bẩm quan, bà đây là vợ của thương gia Quách. Khi con đến mời ông thì bà ấy nhất quyết đòi đi theo. Ông này là quan huyện Nguyễn Khoa Đăng đây hả? Nghe đồn ngài là người có tài xử án như thần, sao bây giờ lại tùy tiện bắt chồng tôi vậy? Bà kia, đây không phải nhà của bà. Tự nhiên vô cớ đến này hầm hồ gây sự, bà muốn chết hả? Bà nên nhớ, quan lớn chỉ cho đòi chồng bà đến đây để hỏi gì vụ việc án mạng vừa mới xảy ra, chứ không có đòi bà mà bà đến đây to tiếng. Tôi là vợ của ông Quách, các người đòi chồng tôi đến đây thì tôi có quyền đi theo. Để biết coi các người đòi chồng tôi đến đây để làm gì, rủi mấy người ăn tiền bên kia, rồi dùng nhục hình ép cung chồng tôi thì sao? Hỗn láo! Bà tưởng đây là đâu mà ăn nói hoàng xi như vậy hả? Bà mà còn xúc phạm quan trên triều đình là bị khép vào tội gây rối, phạt 20 heo, đuổi ra ngoài ngay lập tức đi chưa? Trời ơi, ông nói đi, sao ông không nói gì hết vậy? Ông nói là ông vô tội đi, ông không có giết người đi. Nói đi. Ông Quách, nghe ta hỏi, có phải ngày 5 giờ thìn ông đến gây rối tại lễ xuất bến của mành ông Phong, có đúng không? Dạ bẩm quan, dạ có. Nhưng mà con chỉ đến để giúp vui thôi, chứ thật sự thì con không có ý gây rối gì hết. Dạ ông có nhận đã buông lời thách thức hăm dọa trước khi về không? Dạ thưa quan, cũng có, nhưng mà rượu vào á thì lời ra, nhưng con á, con không dám hại người. Vậy sau đó ông có đi thẳng về nhà không? Dạ con. Dạ bẩm quan, tuân lệnh của quan, con đã điều tra người nhà của ông Quách. Đêm hôm đó ổng không có về nhà. Vậy khi rời lắm lễ ông đi đâu và đi với ai? Nói đi, ông đi đâu với ai? Kêu người đó ra làm chứng là ông vô tội đi. Dạ con đi với... Chính xác là sau khi rời đám lễ ông chẳng về nhà mà cũng không đi đâu. Dạ không hề rời xa khu vực đó. Ông nấp trên đường chờ cơ hội ra tay sát hại ông Phong. Ta nói có đúng không? Dạ bẩm. Nếu như không ai làm chứng là người chỗ khác đêm đó, thì đích thị ngươi là nghi phạm vụ án này rồi.
Quấn đâu? Giam mắt lại, chờ ta tra xét. Dạ, Quang ơi, Quang ơi. Ông ơi là ông, thật tình là đêm đó ông đi đâu? Ông làm cái gì? Ông đi đâu với ai? Ông nói đi. Ông đừng có nói với tôi á là những gì quan lớn nói á là đúng như vậy hết nha. Trời ơi, thường ngày á ông mồm mép ba qua như vậy thôi á, chứ tôi biết cái tính của ông á, không bao giờ dám làm những chuyện tài đình như vậy đâu. Đúng mới là thần khẩu hại sát phàm mà. Quang ơi Quang, con xin Quang á, chồng con vô tội, xin Quang hãy xét xử lại, tốn bao nhiêu tiền con cũng chịu. Ai cầm miệng? Linh, giao ông ta lại. Ông ơi, ông mau nói với Quang là ông vô tội đi ông. Ông nói đi, ông đi với ai? Ông ơi, ông nói đi mà ông. Cuối cùng, cái nhà rồi cũng lòi ra mặt chuồng. Kẻ ác rồi sẽ bị trừng trị. Bà đừng quá đau buồn mà tổn hao đến sức khỏe. Ông ơi, cuối cùng Quang cũng bắt tên Quách nhận tội rồi ông ơi. Đã đành tội rồi ông ơi. Ông ơi, ông sống khôn thật thì. Ông Quách. Dạ. Ông có biết tội giết người bị xử thế nào không? Mạng đền mạng. Nếu bị giải lên kinh kỳ vậy, ông khó mà thoát khỏi án tử. Dạ. Bẩm quan xem xét. Dạ con đâu có giết người. Dạ. Dạ ngàn lần con cũng không dám ạ. Ta biết. Nhưng tại sao lúc nãy người của quanh co trốn tránh sự thật? Dạ bẩm quan, thiệt tình á, khó mà nói á khi có vợ con đang ở đó. Vậy đêm đó ngươi đi đâu? Sau khi ở miếu về? Dạ bẩm, con đến nhà cô bán chuối ở cuối thôn. Đến rạng sáng hôm sau con mới về nhà. Thì ra là vậy. Chuyện này á, ta tra xét rõ ràng. Nếu ngươi khai gian á, tội sẽ chồng tội. Ông trời á, sẽ không cứu được ngươi đâu. Bây giờ á, ta tha cho ngươi về. Dạ, dạ, dạ. Dạ, nhưng quan làm ơn giữ kín giùm con chuyện này. Lỡ bà vợ con ba biết á, chắc con không sống nổi quá Quang ơi. Được rồi, ngươi về gặp vợ ngươi á, muốn nói sao thì tùy. Để bắt được thủ phạm á, rồi hẳn tính. Dạ, dạ, đội ông Quang, dạ đội ông Quang. Dạ bẩm Quang, Quang có tin lời hắn nói không? Ta đã cho người bí mật khám nghiệm tử thi. Một đồ chí mạng đây là cái chết tức tử cho nạn nhân bởi một vật rất nặng và cứng. Thủ phạm ra chuyện này phải có sức lực. Ông Quách đó, không phải là người này. Vậy theo Quang, hung khí có thể là cái gì ạ? Đó có thể là cây dầm. Như vậy ý Quang muốn nói là hung thủ là một trong những kẻ trên đoàn tàu buôn hay sao? Đúng vậy. Để từ sau á, đoàn buôn Cố Phong trở về, người đón lỏng một bài, triệu tập tất cả mọi người về miếu để ta tra xét. Dạ, tuân lệnh Quan. Tính tình dễ sai dễ bạo, là người mà ông Phong thu nạp nuôi từ nhỏ cho đến lớn, thì nó không thể nào hãm hại ông chủ được. Tên kế tiếp
là tên Hồ, xuất thân từ dân tứ xứ, phiêu bạc về dưới trướng ông chủ được 5 năm rồi. Ông sinh thời rất trọng dụng nó vì có tài đón được hướng gió, nó có nhiều khả nghi là thủ phạm. Dạ, còn tên cuối cùng là Thường, siêng năng giỏi giắng lại nhanh nhẹn, chỉ có cái thật là ăn trộm giặc, bị ông bắt mấy lần nhưng ông bỏ qua không đưa lên quan. Tên này thì không phải là lỗi chính nhân quân tử gì. Vậy bây giờ quan tính tra xét thế nào? Còn nghĩ thì cũng mất khá nhiều thì giờ với bọn chúng đó. Đen ơi. Dạ. Có một điều á, đây ngươi chưa rõ, thần miếu ở đây rất linh thiêng. Thần miếu đã chứng kiến á, cái ngày ông Phong bị giết, chắc chắn thần miếu đã nhìn rõ mặt tên sát nhân, nên ta đã khấn thần miếu xin những sợi dây mất để ngậm vào miệng. Ngươi ngay á, ngậm nước sợi bất này thì không sao, còn kẻ gian ngậm vào, sợi bất này sẽ nở ra dài hơn những người khác. Dạ, vậy ý của quan là? Ý của ta quá rõ, tôi không hiểu sao? Dạ con hiểu, như vậy là bắt mọi đứa phải quỳ trước miếu tới sáng, hôm sau kiểm tra bất đứa nào dài hơn thì kẻ đó là thủ phạm. Giỏi, giỏi lắm rồi. Dạ. Nhưng hôm nay á, ta chỉ chuẩn bị có 12 sợi dây bất. Dạ. 10 sợi á dành cho 10 tên kia, 1 sợi dành làm mẫu để so sánh. Dạ. Còn 1 sợi dành cho ngươi. Dạ. Ngươi cũng ngậm vào để thị phạm cho bọn chúng. Dạ dạ. À, sẵn tối đêm nay á, ngươi ở lại canh giúp cho dạ. Ta luôn cha. Dạ dạ dạ. Bẩm quan dân à. Đây. Dạ. Thank you.
thần hoàng hiển linh, con xin thần hãy tìm cách giúp con tìm ra hung thủ giết người tại đây. Những nghi phạm đã quỳ trước biểu linh suốt cả đêm, miệng ngậm dây bất. Những sợi dây bất kẻ nào dài hơn sợi bất mẫu trên mâm, đó chính là hung thủ giết ông chủ Phong. Bắt tên quả già lại cho ta. Sao lại bắt con? Dạ. Sao lại bắt con? Sợi bất của con nó ngắn hơn chứ đâu có dài hơn đâu Quang. Người có vàng mà không có quan, thật sự không có thần linh nào bóng bỏng cả. Sợi dây bất cũng không tự dài ra được. Đây chỉ là mẹo nhỏ để ta tìm ra hung thủ giết người. Vì quá lo sợ, người lại lén cắt sợi dây bất để không cho nó dài ra. Có tận giật mình, người đã làm điều ngu xuẩn để mong che mắt mọi người. Quả ta đoán không sai. Quản gia Ninh, người chính là thủ phạm. Người có chịu nhận tội không? Đến đâu? Đè hắn ra, đánh khi nào hắn nhận tội thì thôi. Dạ, bẩm quan, con xin nhận tội. Dạ, chính con là kẻ sát hại ông chủ. Đêm đó, ông chủ say khướt, đi không muốn nổi. Con mới lén cầm cây dầm, con theo sau, đánh ông chủ nó tắt thở. Rồi sau đó, con trở lại mạch, cùng với anh em làm việc tiếp. Dạ, rồi chờ một hồi lâu á, cho để cho chứng cứ ngoại phạm. Ngồi kỹ lâu rồi cái con mới chạy về báo tin cho bà chủ biết. Dạ. Còn gì nữa? Ngươi chưa nói động cơ giết người là gì? Nói mau. Dạ. Tại sao ngươi giết ông chủ Phong? Có phải ngươi muốn leo lên làm ông chủ phải không? Dạ không. Dạ tôi không bẩm quan. Dạ con. Vậy hoài có ngày ông bắt gặp được là chết đó. Anh tài trí hơn người, chẳng lẽ suốt đời cứ chịu cái kiếp dân dân dạ dạ quầy vậy hay sao? Thì dù sao ông ấy cũng là chủ mà em. Nhưng mà anh cũng có thể làm chủ được mà. Em đừng có chuyện giỡn vậy nha. Nè, em nói thiệt đó, so về tài trí á thì anh có thua gì ai đâu. Còn ổng á, chẳng qua nhờ có cơ ngơi cha mẹ để lại nên mới được làm chủ. Chứ tài trí ổng thua xa anh. À, anh nhớ không? Có một lần ổng bị lão Quách chơi xấu á, ổng phải nhờ tới anh mới giữ được cơ nghiệp á. Chứ ông thì sạc nghiệp lâu rồi. Ổng có anh á, ổng làm gì được như ngày hôm nay. Ông ta thì có phước có phần, anh không dám mơ tưởng vậy đâu. Nè, chẳng lẽ anh không bao giờ mơ tưởng đến một ngày anh làm chủ cơ ngơi này hay sao? Có bao nhiêu là thuộc hạ, có 10 chiếc thuyền buôn, vợ đẹp như vậy, cái hầu người hạ xung quanh nữa. Anh không nghĩ sao? Chỉ là chuyện diễn với ông thôi em à. Sao diễn với ông được? Anh tài trí hơn người ta mà. Anh... Nhưng mà bằng cách nào?
Nếu tự nhiên ông ta biến mất thì anh trở thành ông chủ cái nhà này. Mọi việc á, có em ở đằng sau hậu thuẫn. Điều quan trọng á, làm sao cho ông ta đi không bao giờ trở lại. Thông minh, thông minh quá à. Em ơi, thông minh quá. Dạ thưa ông chủ mới về. Người đàn bà to lỗi kia, cụ dám to rạp với tình nhân để giết hai chồng mình. Cụ chịu nhận tội chưa? Dạ bẩm quan, quan ức cho con lắm quan ơi. Chính ta này rù quến con, xui con phản bội chồng, rồi còn đổ tội cho con. Chứ thật tình tội dân không có hề xúi hắn giết chồng đâu quan ơi. Sao bà lại nói như vậy? Chính bà đã ám thị cho tôi, làm cho hắn biến khỏi thế gian này. Tại sao bà lại lật lọng như vậy? Thì tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi, mà không ngờ ngươi nhẫn tâm ra tay sát hại chồng ta như vậy. Nhưng mà bà cũng đồng tình với tôi về chuyện đó mà. Nói láo, ta không có xúi người giết chồng ta. Nói người láo. Im đi! Khá khen cho hai kẻ gian phu giúp phụ, trái nhà mới lộ ra mặt chuột. Mà dám đổ tội cho người đã từng thề đó hẹn ước với mình. Tư cách của hai người làm cho những người có mặt ở đây đều thấy cảm thấy hổ thẹn. Đứng đâu? Dạ. Giam hai tên này vào ngục, sáng mai dẫn lên kinh rồi vua xử tôi. Dạ, quan con lắm quan ơi. Dạ, quan ơi. Dạ. Quan con lắm quan ơi. Thưa bà con, vụ án giết người đã được phơi bày trước ánh sáng. Bản chức đã tra xét, đưa hai thủ phạm ra trước công lý trừng trị, mới thấy lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Kẻ gian manh hiểm ác đến cỡ nào, cuối cùng phải quỳ trước bàn chân để chịu tội. Thank you.